Nam. Qua nhiều cái sốc nổi của đời sống như vậy mà em vẫn giữ cái tinh thần của mình và cảm xúc của mình để trình bày, thì anh xin thay mặt cho chương trình cũng như là cá nhân anh kính chúc bà được bình phục, hoặc là ít nhất là qua được cái giai đoạn nguy kịch này, Bích Vân nhé. Và Bích Vân ơi, Bích Vân luôn luôn là my favorite things, hẹp như tựa đề cuốn CD của bạn. Dạ. Bích Vân. Quý vị, chương trình chỉ còn có 3 tiết mục cuối, nhưng mà sẵn đây thì Đại Dương xin phép một lần nữa chân thành cảm ơn. Sau đây Đại Dương xin đọc cho nhanh. Và trong 3 tiết mục đó có Philip Huy nè, và có một tiết mục cuối cùng rất là đặc biệt dành cho tất cả quý vị. Sau khi chương trình chấm dứt thì chúng ta có những lời chia sẻ với tác giả cũng như là ban tổ chức, có những thức ăn hoặc là thức uống để mời cho tất cả quý vị. Ban tổ chức Bích Huyền Đại Dương Biển Media and Arts xin chân thành cảm ơn quý độc giả gần xa và những quý vị độc giả xuất hiện buổi ra mắt ý nghĩa hôm nay. Radio Bosa, giám đốc Minh Phượng, Chí Thiện và các cộng tác viên Bích Huyền, Mai Phương, tòa soạn báo Người Việt, chủ bút Phạm Phú Thiện Giao, nhà báo Nguyễn Đức Tuấn, nhà báo Minh Huy, chị Mỹ Linh, cô Phú, báo Vietstar và Vietstar Media, giám đốc Chris Phan, Select Printing, giám đốc Kim Lê, Radio Chiều Thứ Bảy, MC Thúy Anh và anh Vũ, Đài Vietstar Television, Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại, MC Giám đốc Quốc Thái. Quý vị khách mời của chương trình, cô Bích Huyền, nhà văn Đỗ Dung, nhà văn Chu Tất Tiến, MC Thúy Anh, nhà văn Hà Nguyên Lãng, nhà sĩ Liên Hương, ca sĩ Ngọc Quỳnh và Nguyễn Thị Kim Loan, dì tôi. Các nhạc sĩ của chương trình, pianist Quốc Vũ và hai guitarist anh Nam và anh Tiến cùng anh Bách, các ca sĩ Philip Huy, Bích Vân, Mai Dung, Diễm Quỳnh, Tạ Hồng Cường, đôi tâm hồn của chị Thi Linh là stage manager và chị Trina là người tiếp tân. Caraman, người quay video là Luân Trường, xếp bài và soạn tập thơ Nguyễn Tấn Phước Toàn, layout và design toàn bộ tập thơ, poster và thiệp mời Tạ Hồng Cường. Sau cùng nhưng lại là team của buổi gặp gỡ ý nghĩa hôm nay, nối kết và đang xen nhiều tâm hồn để chương trình được thành công, cô Bích Huyền và MC Huyền Diễm. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ khách mời cuối của chương trình trước khi chúng ta trở lại với âm nhạc, đó là nhà văn Hà Nguyên Lãng. Một tràng pháo tay thật lớn để đón chào ông Hà Nguyên Lãng. Chú đang từ tầng thứ 6 lên trên đây. Quý tràng pháo tay thật lớn cho nhà văn Hà Nguyên Lãng ạ. Chào tất cả quý vị có mặt hôm nay. Rất là hân hạnh cho tôi được ban tổ chức và tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương đã dành cho một ít thì giờ để mà nói về cái cảm xúc của tôi, cái về cái hồn tôi chuông gió tác giả. Từ khi chiều đến giờ thì có rất nhiều người hát quá hay, nói quá hay, cho nên cái hồn tôi nó cũng bị bay bổng và cũng không còn nhớ cái gì đấy mà nói nữa. Nhưng mà tôi cũng xin cố gắng để trình bày những cái gì mà tôi đã hiểu biết về nữ sĩ Thanh Dương. Tôi và Thanh Dương quen nhau rất là lâu. Thật ra cũng biết quen từ khi nào nữa, có lẽ quen từ Nguyên Sơ chăng. Và thật ra cái quen nhau đó cũng không có quen nhau trên cái phương diện giữa cá nhân và cá nhân, mình chỉ quen nhau trên văn thơ. Đến bây giờ chỉ có một vài giờ trước đây thì tôi mới gặp được Thanh Dương lần đầu tiên và bắt tay nhau cũng là lần đầu tiên. Những cái điều mà chúng tôi biết về Thanh Dương qua văn thơ của cô, tôi cũng như là tất cả quý vị ở đây cùng có một cái quan điểm, cùng có một cái nhận xét chung là thơ văn của Thanh Dương rất là hồn hậu và nó cũng thể hiện qua sự hồn hậu của con người đích thực của Thanh Dương ngày hôm nay. Nhưng mà
có nghĩ rằng chỉ chừng đó không thôi thì có lẽ chúng ta đã nhận xét có hơi hợp nhé. Bởi vì rất là may mắn tôi đã dành 2 ngày tròn để mới đọc chưa hết quyển Hồn Tối Vương Võ của Thanh Dương, và thấy rằng nó không chỉ là đơn thuần những cảm xúc, những cảm xúc rất là đời thường, những cảm xúc mà người ta nghĩ rằng đó chỉ là những cái tình yêu, chỉ là những cái gì đó nó nổi lên cái nhận xét, cái thay biết của những cái điều xung quanh. Mà nếu mà đọc sâu vào thì chúng ta sẽ thấy có những cái thâm thủy, có những cái sâu sắc không thể nào mà chúng ta bỏ qua được. Và cái điều đầu tiên mà tôi có thể nói rằng Thanh Dương không phải là chỉ ở cấp độ cấp độ của là chỉ một góc trời mà là một bầu trời đa dạng. Tình thơ của Thanh Dương vươn rộng đến rồi theo gió cùng Tây Bắc xa xôi, những cái chỗ mà những cái con người bình thường chúng ta không có bao giờ vươn đến. Những cái điều mà tiếc chừng chúng ta không có vươn đến đó thì Thánh Dương là vươn đến. Vươn đến qua cái gì? Qua cái sự tìm thấy, qua cái sự cảm xúc trên tất cả những cái gì mà Thánh Dương thu thập được. Chúng tôi thường đùa với Thánh Dương, nếu Thánh Dương là một cái ký giả hoặc là một phóng viên thì là Thánh Dương rất là thành công. Bởi vì những cái gì mà Thánh Dương thu nhận được nó trở thành ra văn, ra thơ và nó đi sâu vào lòng người. Thánh Dương không chỉ là vươn rộng đến miền núi non héo hụt mà còn vòng của Thánh Dương ra dài thành quan ngoại xa xăm, cùng những bài thơ hèn nhóc giữa đất trời xây thành. Và cũng lòng Thánh Dương ra cái biển xa sông rồng tuyệt trùng và dòng sông màu năm màu tình em hiệu sông dài. Và cũng có thơ Thánh Dương sáng trọng thuốc nhiễm tình thơ trong một cái tất cà phê bị chuyển trò cuộc đời bị chờ như trong bài thơ đi cà phê đen ngã hay trong chuyện lá độc thân những khung cửa trong bài đang phòng độc thân. Đó một điều rất là lạ lùng. Và tôi thì Thánh Dương bảo rằng này anh nào cũng làm, anh đừng còn lỗ của bao nhiêu cái chuyện chính trị chính em. Thanh Dương không thích đâu. Thanh Dương không thích anh cũng vào những chuyện đó. Thanh Dương chỉ muốn anh làm thơ thôi. Nhưng mà bây giờ đọc Hồn Tối Vương Võ thì mới thấy rằng Thanh Dương thì lo lắng cho người xung quanh mình, lo lắng cho bạn bè, lo lắng cho chồng con. Nhưng chính bản thân Thanh Dương là dẫn thân vào con đường đó, dẫn thân vào con đường nghĩ về, đau xót về bằng nước nỗi trôi, đau xót về những cái điều mà đau xót và cảm thông những cái nỗi khổ của những cái người chiến sĩ đã tù tội và hy sinh trong cuộc đấu tranh này. Đó là những điều tôi chưa từng nghĩ đến, tôi chưa từng nghĩ đến. Và bây giờ nhờ đọc một thông tin thì tôi đã thấy được. Xa hơn có thể nói không
ngàn võ đà bao rằng tớ thích ngươi dẫn thánh vào chân trời dung mộng thánh cùng chứ trong những bài đôi bờ sinh tử chim hơi thở mà để đầu đề hồn tối cũng rõ tựa đề của thích phóng là không chỉ là một tiếng tỉ nước thuần mà còn là một ân dù bất giác từ trong thức tâm muôn thở từ đó vô lượng mà thích Thơ Thánh Dương và cách lệ vào sáu mươi văn điều ước lệ của Đông Phương và Thánh Dương là một thi nhân dễ dàng nhất hồi nhập vào cái ca thể giới để chỉ quyết ý mở rộng tầm nhìn về nhân sinh quan cũng sự quan thơ cả hai Thơ Thánh Dương tất cả những điều là đó và tôi cũng thấy nhìn thấy được một tràng pháo tay thật lớn cho khách mời Hà Nguyên Lãng. Xin cảm ơn chú rất nhiều, chú cháu rất là được biết chú và cháu mong được xin chú bài viết của chú để cháu có thể post lên các diễn đàn được không? Dạ, cảm ơn chú ạ. Và bây giờ như lời hứa, Philippi trở lại trong một bài hát. Tại vì chương trình chúng ta chỉ còn đúng có 8 phút nữa thôi là kết thúc đó. Cho nên chúng tôi phải rút ngắn lại tất cả các tiết mục hết. Còn đúng 2 tiết mục. Đầu tiên đó là Philippi trở lại với sân khấu này trong một nhạc phẩm đầy góc cạnh của cố nhạc sĩ Trần Thịnh Thanh. Tuyết Trắng, Philippi!